mai anh trả. Chắc chắn mai không? Chắc chắn mai anh trả cho. Chắc chắn không? Chắc chắn là mặt anh bị tí thế này. Mặt anh bị tí thế này. Chốt mai qua lấy tiền đó. Chắc chắn. Alo, sao em chưa qua nhà lấy tiền nữa? Trời ơi, giãn cách xã hội tùm lum, ai mà dám qua lấy? Trời ơi, uy tín mà, em làm vậy là mất uy tín anh hết rồi. Biết em uy tín rồi, hết dịch em qua lấy. Thôi, hết dịch hết tiền rồi, em đòi anh nữa. Anh phải bắt tiền cho anh luôn á, đừng kiếm em nữa. Úi trời ơi, đòi nợ không có uy tín gì cả. Như vậy thôi, để em gán ăn cái ly mì này cho đến năm sau em đợi anh nha anh.